À, chúng ta thường được nghe nói về cái lòng nhân nghĩa của Lưu Bị đúng không? Thậm chí là có thể nói là cùng sống cùng chết với lại Trương Phi Quan Vũ rồi, là thì tha rằng mất mạng chứ không thể mất được hai cái tiếng nhân nghĩa. Nhưng hôm nay tôi sẽ đưa ra ba cái cứ liệu để chứng tỏ rằng cái lòng nhân nghĩa của Lưu Bị ấy chỉ là cái loại phù phiếm, chỉ là cái lòng nhân nghĩa ở đầu môi chót lưỡi thôi. Đầu tiên ấy chính là cái sự việc mà Lưu Bị đã trở mặt với Lưu Trương đúng không, thằng em đồng tộc, để mà đánh chiếm toàn bộ cái đất Tây Thục của Lưu Trương. Thì cái việc này không phải là một cái sự kiện nào đấy, chẳng hạn như là Bàng Thống bị bắn chết, hay là bất cứ một cái việc mà xích mích mất lòng nào cả, mà đó chính là Long Chung Đối Sách, là cái sách lược mà Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã bàn bạc với nhau ngay từ khi gặp nhau, rằng thì là nhất định phải chiếm được cái chỗ đó, nhất định phải lấy được cái đất Tây Thục chứ không thể chậm trễ được, thậm chí là còn phải chiếm thật nhanh, chiếm thật gọn gàng, chứ không thì thằng khác nó vồ mất ngay. Việc thứ hai là ngay sau khi chiếm được đất Tây Thục ấy, thì Lưu Bị đã làm một cái việc hết sức là không nên làm, là chia đất phong đất cho các cái tướng sĩ và những người có công với ông ta trong cái việc mà cướp đoạt được cái đất Tây Thục đấy nhá. Cái sự phân phong này nó bừa bãi đến mức độ mà một cái chiến tướng như Triệu Vân phải đứng ra can gián, rằng thì là dân thì vừa mới trải qua chiến tranh loạn lạc, bây giờ phải an lòng dân bằng cách là cung cấp đất cho họ, giao đất cho họ để cho họ yên tâm cày cấy, thì sau này mới tận dụng được sức người sức của dân được. Thế còn thiên hạ nó vẫn chưa thái bình thì chúng ta chưa nên an hưởng đó. Cái thứ ba đấy, khi đã làm chủ được Tây Thục ấy, thì Lưu Bị đã gom góp và vơ vét được đến 70 vạn quân. Việc này chứng tỏ ông ta đã phải vơ lính bắt lính đất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì Tây Thục là một cái nước rất là nhỏ thôi, diện tích và dân số nó chỉ bằng 1/4 so với đất đai của Tào Tháo thôi, mà Lưu Bị vơ vét được đến 70 vạn quân. Vậy thì cái sự dã man trong việc bắt phu bắt lính nó diễn ra như thế nào đấy, rồi kèm theo 70 vạn quân đấy là quốc lực sẽ phí tổn vào vũ khí, vào trâu dê bò lợn, vào tất cả các phương tiện chiến tranh, quần áo lương thực thuốc men các kiểu, là một cái chi phí khủng khiếp. Và chúng ta có thể hình dung ra cái sự khốn khổ của người dân như thế nào khi mà Lưu Bị đã vơ vét được đến 70 vạn quân đấy. Khi ông ta đã gom góp được đến 70 vạn quân nhá, thì ông ta không không thèm bắc phạt để mà phục hưng an thất, mà ông ta mang quân đi đánh Đông Ngô, ngoài mặt thì báo thù cho hai thằng em, nhưng trong lòng thì muốn cướp lại cái đất Kinh Châu để sau này lấy đường để đánh chiếm thiên hạ đấy. Cái nhân nghĩa của Lưu Bị nó nằm ở chỗ vậy thôi, không có lòng nhân nghĩa đâu, chỉ có mục đích, chỉ có tham vọng thôi.